con ngồi đấy nhé, con ngồi xích ra đây nè. Được chưa? Lấy cho con dao xích ra đây, lấy đầy đủ bông băng ra đây, bạn này nhiều mụn nhiều mủ lắm. Con cứ quay tiếp đi. Con dao chích nó vừa để đâu đây này? Con dao chích ở đây rồi, cái hộp dưới đây, đây đây đây. Con này nhiều lắm. Hái nó còn nghiện xem này. Lấy mặt lạ mụn ra đây nào, nhanh lên. Đánh trộn đều lên chưa? Rồi ok. Con chịu khó nhá. Đấy nhá. Ráng lên con dai. Sợ quá nó sợ, sợ nó phụt đây này. Ung hết rồi. Ráng lên con. Bên này có cây bút đây. Mấy cái gì cô? Cây bút. Gắng lên con ra. Con cố gắng lên để lấy xử lý cho dứt điểm đi. Anh cố gắng lên. Thấy chưa, ra một cái là xẹp luôn này. Nhìn thấy chưa? Bạn này bạn đang chữa gì ấy? Hỏi bạn ấy. Bạn chữa ở đâu ạ? Bạn này nhiều lắm luôn. Bạn này phải tán thuốc vào nữa cơ. Phải thuốc uống nữa cơ. Gắng lên, gắng lên con trai. Con trai gắng lên. Chữa thành công hay không là phải do sự cố gắng của con nữa. Là vì của con quá nhiều. Sau khi cầm máu xong thì đắp thuốc hút mủ vào để cho nó hút cái mủ này ra. Mủ này gọi là mụn gì nữa cơ? Mụn viêm. Da lúc nào cũng phải trong tình trạng sát khuẩn nhé. Bạn này vẫn để tí nữa là thôi. Cố gắng lên con. Cố gắng lên con trai. À, cái bạn đi cùng đây. Con cố gắng lên gọi gọi bạn gái nữa là đây. Đi cùng ơi, vào xem nào. Cố gắng lên con trai. Này, ba phát này. Con cố gắng lên. Cố gắng lên nha. Cố gắng lên con. Cố gắng lên. Thái rất chăm lo, sợ mỗi bạn đi cùng không được xem thôi. Đấy. Bạn đi cùng là bạn nào thôi? Đấy, bạn đấy đấy. Đấy, bạn gái đây này. Không phải bạn này à? Đâu rồi? Anh nghe đến đâu? Thái rất lo bởi vì Thái đã trải qua rồi nhưng không nhiều như thế này. Ô
ông có xem chia sẻ trên Facebook của cô ấy, bác một ca nặng hơn bạn này nhiều. Ừ. Ba cái chân nữa này. Chợ bạn gái nhìn đây. Chịu khó. Đau. Không đau đâu. Thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau suốt đời, mà dao đâm thịt thì đau. À, nhìn đây này. Cố gắng lên con. Con chồng chéo như này. Cố gắng lên con. Em gái có thể ngồi hẳn. Đây nắm tay, nắm tay các bạn đều nắm cũng được, miễn là mình đau nhưng người ta không đau. Cần thiết thì cứ tiêm nó thuốc tê vào cũng được. Kinh nghiệm của người đã từng tại vì là bạn đi qua rồi nên là các nhân viên thì mình không dám cầm tay bạn ấy. Chị cầm đi, em các bạn gái mình cầm. Nó cho phép. Ngó thì biết rồi đấy, từ rất nặng nề, tí nữa về nhà. Tại sao mà đến nhà cô Âu lặn mụn mẹ cho mấy đứa nhân viên của cô Âu nắm tay, tao hỏi như thế. Nó là bạn thôi ạ. À, nó bạn thôi hả? À? Cô ừ. Tưởng bạn gái. Con từ từ nào. Con em đang xem mà. Đang xem. Anh yên tâm là bọn em chỉ zoom đúng vào cái mũi. Không, em biết rồi mà, em đang xem. Em xem bằng cái gì? Xem bằng cái ốp của chị này. Ôi, xem có nghĩa là xem qua ốp thì biết rồi đấy. Đứt hết sợi collagen rồi, máu vào mụn đến đâu là máu ra đấy. Yến như là đang chuẩn bị mổ khách hàng. Hoang soạn. Nghe nó thấy sợ. À, Linh à? Tưởng Yến cơ. Cái canh là gì vậy? Thuốc hút mụn. Mày bị mụn đi mày biết. Có khách hàng nằm ở trên này mà cứ nghe chúng mày ra sợ sợ kinh. Kinh thần. Nghĩ trên thớt hả? Để làm mụn máu đúng rồi mụn làm mụn những quả ra này ra kinh không như sốt nó thơm ngon cảm ơn con này nha. Quay lại con vớ vẩn chơi thôi. Chúng ta đang quay chơi chứ chưa quay thật đâu. Cô chưa động đến thật đâu. Cắn lên con. Con đang nắm tay bạn ấy. Ôi trời ơi. Mày cứ thả lỏng người ra mà chào người. Mày vào mà thả. Các em đâu vào đè anh em. Em ơi nắm vào cái này. Ai tay mềm cho bạn em nắm vậy. Quấn trong. Có quả cam nó nát đấy nhỉ. Ôi giời. Ôi ôi. Mày né kìa. Né đấy. Ở đây ăn mụn hồn xem. Ăn mụn chiều bữa cơ nhỉ. Phải ăn, phải tanh ăn. Thì hôi mới biết đấy, mới biết để mà chữa cho khách. Không thể chữa làm sao được. Mới còn máu mổ thế. Chị khó. Cái nhân mụn nó to thế này cơ mà.
dài từ đây về nhà nó này. Như là cái sợi cước, sợi chỉ ở trong da. Chả hiểu là người ta lặn cho cháu kiểu gì nữa. Thế em kiên trì mấy tháng ấy mà nhỉ? Mày đi bao lâu? 10 buổi. 10 buổi trong bao lâu? Mấy ngày anh em làm? Đấy, cũng một tuần đi một lần. Nhà bữa nhà cô thì sẽ phải 3 lần, 3 3 ngày đi một lần. Không, bởi vì trong vòng 5 buổi để cô xử lý hết mụn mủ thì sau đó là chỉ chữa rồi. Sau đó thì những mụn ẩn thì đi ít thôi, không cần phải đi nhiều. Đúng lại Tuấn Anh. Lại một bạn Tuấn Anh nữa bị mụn búng ở đây. Cũng rên y như Tuấn Anh đấy luôn. Cũng đau, cũng rên y như thế, cũng tay cũng cầm bao nhiêu cả khăn, thằng Tuấn Anh vào cái là cô đi tìm khăn để cầm, cắn lên con. Chịu khó. Cắn lên, cắn lên. Ôi trời. Trông mày to thế này cơ mà. Đau quá mà. Mỏng manh dễ vỡ quá con này. Dự tính là con phải cô đi mấy cái găng tay cô mới chữa. Bạn to và hay nhát mà. Bạn to lại hay mỏng manh đúng không? Bạn to lại hay mỏng manh. Trời ơi. Mụn kinh lắm, cầm mủ thôi. Mấy da thì nó rỗng hết cái chân này. Bữa nữa đi rồi thì mấy bữa nữa hôi lắm. Mụn bạn này uống thuốc của cô hơi bị mất phải tầm tháng bạn này uống. Nhưng bạn nặng như này thì mình còn xinh. Ừ, gắng lên con trai. Trời ơi, nó vui lắm. Cái này nặng vui cho con đỡ buồn ấy chứ còn... Chưa nặng thật. Chưa nặng thật, tẹo tẹo này. Sao nó kiểu vậy? Cứ ấy đi. Nó xem nước muối trong đây. Đâu còn, cố gắng. Cái đau nó có mấy con phải đi ra đây luôn thôi. Đâu đây em đi lính em bị chưa? Nhiều người đi lính bị nhỉ? Nước, nước. Ở ngay sau một bãi rác to nhất Cầu Diễn. Mấy em đi lính nước bẩn lắm. Vệ sinh môi trường kém. Con tắt đi được rồi.